Robert Oppenheim, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1904 tại New York, là một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng và là một trong những nhân vật quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ông được biết đến rộng rãi nhờ vai trò lãnh đạo dự án Manhattan, dự án phát triển vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới trong Thế chiến thứ hai. Oppenheim bắt đầu sự nghiệp học thuật của mình với những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực vật lý lý thuyết. Ông học tại Đại học Harvard và tiếp tục nghiên cứu tại Cambridge và Tübingen ở Đức. Chính tại đây, ông tiếp xúc với những nhà khoa học hàng đầu thời bấy giờ và nhanh chóng trở thành một tên tuổi nổi bật trong giới vật lý. Năm 1942, trong bối cảnh chiến tranh, Oppenheim được giao nhiệm vụ lãnh đạo dự án Manhattan, nơi ông và nhóm các nhà khoa học đã phát triển thành công bom nguyên tử. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên được thử nghiệm thành công tại sa mạc New Mexico, một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử nhân loại. Sau chiến tranh, Oppenheim trở thành một tiếng nói quan trọng trong các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân và chính sách quốc phòng. Tuy nhiên, quan điểm của ông về việc kiểm soát và hạn chế vũ khí hạt nhân đã khiến ông bị nghi ngờ về lòng trung thành trong thời kỳ ở săn lùng cộng sản gì ở Mỹ. Năm 1954, ông bị tước quyền tiếp cận các tài liệu mật, đánh dấu sự kết thúc của sự nghiệp chính trị. Robert Oppenheim qua đời vào ngày 18 tháng 2 năm 1967, nhưng di sản của ông, cả tích cực lẫn tiêu cực, vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc. Ông không chỉ là người cha đẻ của bom nguyên tử, mà còn là biểu tượng của sự mâu thuẫn giữa khoa học, đạo đức và trách nhiệm đối với nhân loại.